Xin chào nha, mình tiếp tục đến với kênh Đồ Cổ Cần Thơ nha. Thì hôm nay thì bên em có về rất là nhiều sản phẩm đẹp để giới thiệu và giao lưu cả nhà mình trong video ngày hôm nay. Xem được đừng tiếc cho em xin một like và đăng ký kênh nha. Và mã số 1 đầu tiên hôm nay là có về được một cặp trâu đồng Pháp Lam rất là đẹp để giới thiệu cùng cả nhà mình ha. Do cái cây cân của em nhỏ nên là em sẽ quay từng con cho cả nhà mình nha, để cả nhà mình tiện theo dõi ha, và coi cũng như là coi cho tỉ mỉ từng chi tiết từng con nha. Con đầu tiên là nặng có khoảng là 9,4 kg, chiều dài tổng thể là 57 cm ha. Rồi chiều cao tổng thể đôi cả nhà mình là có khoảng là 28 cm nha. Chất liệu bằng đồng Pháp Lam rất là đẹp. Đây quay trước cho con cả nhà mình ha. Đây đồng Pháp Lam nha, rất là đẹp ha. Ở trên đầu nó cũng có một cái chuyện luôn nha cả nhà mình nha. Cái đuôi này cũng có một chuyện luôn ha. Đồng Pháp Lam rất là đẹp. Hôm nay có một cặp để giới thiệu cùng cả nhà mình ha. Đây là mặt sau của con đầu tiên đây. Bỏ qua cặp này rất là tiếc cho cả nhà mình nha. Đó, quay trước cho cả nhà mình xem một con ha. Rồi em để xuống lên thêm con để cho cả nhà mình xem luôn nha. Đây là con thứ hai. Hai con là nó đối xứng nhau như cả nhà ha. Do cây cân nên là cây cân không vừa nên là em phải bỏ lên từng con để quay tiện cho cả nhà mình xem. Con này thì nặng có khoảng là 9,5 kg. Đó, hai con rất là đẹp. Đồng Pháp Lam rất là đáng để sưu tầm trong video hôm nay. Hai con đều kích cỡ đều bằng nhau nha, đối xứng với nhau rất là đẹp. Chiều dài tổng thể là cũng có khoảng là 58 cm ha. Đây là con thứ hai đây. Con thứ hai là con đực nha cả nhà mình nha. Con này là con cái ha. Đó, một cặp rất là đẹp, nếu mà bỏ qua cơ hội này cũng khó sưu tầm được một cặp cặp trâu đẹp như vậy nha, đồng Pháp Lam. Và mã số 1 ngày hôm nay có giá giao luôn cả nhà mình là 14 triệu đồng nha. Cho mã số 1 cặp trâu đồng Pháp Lam của ngày hôm nay ha. Rồi tiếp theo. Mã số 2 là giới thiệu với cả nhà mình một trong những tác phẩm rất là hay nha. Đó là tượng Trần Quốc Tuấn, một tay chỉ xuống nha. Chiều cao tổng thể là 30 cm, tổng dung lượng là 3,5 kg cho tác phẩm này. Và bề ngang là có khoảng là 11 cm nha. Tượng này rất là nét, rất là đẹp, và bề ngang tổng thể là có khoảng là 14 cm, chất liệu bằng đồng. Đây cả nhà mình cùng xem ha, tượng của Trần Quốc Tuấn nha. Chiến thắng sông Bạch Đằng ha, Bạch Đằng Giang. Đây là một trong những trận đánh rất là nổi tiếng nha. Và tác phẩm này có giá giao lưu cả nhà mình là 2 triệu đồng. 2 triệu đồng cho mã số 2 trong video ngày hôm nay mà bên em giới thiệu cùng cả nhà mình nha. Và mã số 3 là giới thiệu với cả nhà mình còn được một cặp đèn của Pháp ha, chất liệu bằng đồng. Thì đây là một cặp đèn dùng để bắt trên những cột gỗ hoặc là những nhà theo một cách châu Âu cổ điển. Cả nhà mình cùng xem ha, mình có thể bắt như hướng như thế này. Còn về bóng đèn thì mình tùy theo sở thích của mình muốn bắt bóng nào thì mình bắt ha. Màu tùy theo màu, chất liệu bằng đồng ha, nó được thiết kế phong cách châu Âu cổ điển giống như một cái bàn tay đang nắm cái cây ra này. Cả nhà mình cùng xem ha, rất là đẹp nha. Đây là mặt sau đây. Đây là có luồng dây điện sẵn cho mình rồi, chỉ cần về mình đấu dây vô, mình đấu bóng đèn vô thôi. Còn bóng đèn thì mình thích cái màu nào thì mình đấu màu đó nha. Toàn bộ đều bằng đồng nha cả nhà mình ha. Và có giá giao lưu cả nhà mình là 1,8 triệu cho một cặp như thế này. Đây là mã số 3 trong video ngày hôm nay. Cặp chân đẹp Pháp. Rồi mã số 4 đó là một sản phẩm rất là đẹp. Hôm trước có một cái là cũng giao lưu rồi, hôm nay còn cái giới thiệu cùng cả nhà mình ha. Đây là một cái song trồng cửu long. Đây hay gọi là một cái đỉnh cửu long. Mặt trước là ba con rồng nổi, được làm rất là chi tiết từng sản phẩm nha cả nhà ha. Rồng nổi nha. Mặt trước là ba con, mặt bên hông là hai con là 5 con ha. Hai cái quai còng là 2 con là 7 con. Ở trên nắp này là 2 con nữa, là 9 con nha, cửu long. Nhưng mà được có một cái là lắc keo bạc rất là đẹp. Cái này về mình dùng ít kem đánh răng nha, đánh lên là sáng bóng, cực kỳ đẹp, siêu phẩm ha. Và tổng trọng lượng của sản phẩm này là có khoảng 1,2 kg. Rồi chiều cao tổng thể là có khoảng là 15, bề ngang là có khoảng là 18 cm. 1,2 triệu cho sản phẩm đỉnh cửu long của ngày hôm nay cho mã số 4. Rồi mã số 5 là một sản phẩm rất là đẹp. Đó là một cái cây bút cốc nha, chiêu tài hút lộc. Hai củ cốc thải tiền tài tài lộc nha. Cây bút ở trên này bút rồng ha, bút rồng nhất long đây, nhã ngọc, quyền lực sức mạnh thăng tiến thành công ha, chiêu tài hút lộc. Và chiều dài tổng thể là có khoảng là 24 cm, chiều cao là có khoảng là 23, chất liệu bằng đồng. 2,2 triệu cho sản phẩm mã số 5 của ngày hôm nay để giới thiệu cùng cả nhà mình ha, rất là đẹp nha, không thể bỏ qua ha. Rồi thứ hai, mã số 6 đó là một tượng quốc tổ Hùng Vương nha. Đây là một tượng của vua Hùng Vương, chất liệu bằng đồng, đã được vệ sinh chùi sáng bóng mạ vàng cho cả nhà mình rồi luôn nha. Này về cả nhà chỉ việc trưng bày thôi, rất là đẹp. Đây là khuôn mặt của ngài đây, cả nhà cùng xem ha, rất là nét, rất là đẹp nha. Quốc tổ Hùng Vương. Rồi tổng trọng lượng của tác phẩm này là 3 kg.
chiều cao tổng thể là tầm có khoảng là 26 cm, bề ngang là có khoảng là 12.800.000 cho tượng quốc tổ Hùng Vương ngày hôm nay nha. Đây là mã số 6 mà bên em giới thiệu cùng cả nhà mình ha. Rồi mã số 7 đó là một con ngựa chất liệu bằng đồng xưa, rất là đẹp đó, mã đáo thành công nha. Đây là một con ngựa chất liệu bằng đồng và chiều dài tổng thể là tầm có khoảng là 24, rồi chiều cao là có khoảng 20, chất liệu bằng đồng như thế nào nha. Đây là một con ngựa ha, đây là mặt sau đây, và có giá giao lưu với cả nhà mình một tác phẩm như thế này là 1.4 triệu nha, mã số 7 trong video ngày hôm nay mà bên em giới thiệu cùng cả nhà mình ha. Rồi tiếp theo mã số 8, Long Phụng Song Thủy. Đây là một tác phẩm gồng phụng nha, có chữ thủy, Long Phụng Song Thủy, tổng trọng lượng là khoảng 2,2 kg, chiều cao tổng thể cho tác phẩm này là rơi vào khoảng là 26 cm, bề ngang đo được cho cả nhà mình tầm có khoảng là 20 nha, chất liệu bằng đồng, bên đây gồng bên đây phụng ha, chính giữa có chữ thủy, chất liệu bằng đồng xưa nha cả nhà ha. Đây rất là đẹp nha. Rồi tác phẩm này có giá giao lưu với cả nhà mình là 1.700.000 nha, 1.700.000 cho mã số 8 có trong video ngày hôm nay. Mã số 9 là một cặp chim công khổng tước chất liệu bằng đồng. Ở đây bao gồm có hai con như thế này, về trọng lượng là tầm có khoảng là 3,1 kg cho tác phẩm này, chiều dài tổng thể là tầm có khoảng là 28, rồi chiều cao tổng thể 20, chất liệu bằng đồng, chim công nha, chim công khổng tước ha, lứa đôi nha, rất là đẹp, cả nhà cùng xem ha, có đôi có cặp, rất là đáng để sưu tầm ha. Một cặp này chất liệu bằng đồng, lên tan xanh thời gian rồi, về mình có thể đánh bóng lại hoặc là giữ nguyên phiên bản này nha. Ở đáy có chuyện gồm có 4 mặt chữ nổi rất là đẹp. 2.200.000 cho mã số 9 của ngày hôm nay nha. Rồi tiếp theo mã số 10. Mã số 10 thì không thể nào bỏ qua được một sản phẩm như thế này. Khay trầu rượu. Đây là một những sản phẩm rất là đẹp để giới thiệu cùng cả nhà mình ha. Cái này mình có thể mua về sau này trưng bày sưu tầm hoặc là mình cũng thể là cho thuê đám tiệc luôn nha. Nhưng mà đặc biệt cái tất cả đều bằng đồng rất là đẹp. Đây cái nào mình cùng xem nha. Thứ nhất là cái bình đây. Rồi cái này là dưới hai cái ly dùng để là mời rượu ha. Rồi và một hũ đựng trầu cao, cây trầu rượu chất liệu bằng đồng nguyên khối rất là đẹp để giới thiệu cùng cả nhà ha. Về này vừa trưng bày sưu tầm hoặc là mình cũng thể cho một số người ta thuê đám tiệc luôn nha. Chiều dài tổng thể của cái khay là có khoảng là 23 cm, đồng hết luôn nha cả nhà mình nha. Chiều cao tổng thể là tầm có khoảng là 7,5, và một bộ như thế này có giá giao lưu cả nhà mình là 2,5 triệu nha, 2,5 triệu cho một bộ khay trầu rượu ngày hôm nay ha. Đây là mã số 10. Rồi 11 là một trong những sản phẩm rất là hay nha, của người Hoa ngày xưa ha. Thì cả nhà mình cùng xem đây, của người Hoa ngày xưa nha. Đây là một cái bàn kính nhất bổn dạng lợi nha, tứ quý phát tài. Nhất bổn dạng lợi là một vốn ngàn lời nha, tứ quý phát tài, bốn mùa mang lại may mắn tài lộc. Thì người Hoa rất là tôn trọng những cái bàn kính như thế này nha, rất là hay ha. Chiều dài tổng thể là có khoảng là 24,5 và chiều cao là 10 cm, đặc biệt là toàn bộ đều bằng đồng, cả những con nan trong đây luôn nghe nè ha, những con tính trong đây đều bằng đồng hết, rất là đẹp, bảo hành trọn đời nha, này xài biết bao giờ hư ha. Và có giá giao lưu cả nhà là 1.200.000 cho một cái bàn kính tất cả chất liệu đều bằng đồng, mã số 11 của ngày hôm nay nha. 12 thì giới thiệu cả nhà mình còn được hai tượng công giáo, đó là tượng cha và tượng mẹ, tổng trọng lượng là khoảng 5,3 kg. Rồi chiều dài tổng thể 30, tượng mẹ là có khoảng là 29 cm, và bề ngang của hai tượng là tầm có khoảng là 8 cm, tượng mẹ là tầm có khoảng là 12 nha, rất là đẹp, rất là nét. Lâu lâu mới có sưu tầm được hai tượng đẹp như vậy để giới thiệu cùng cả nhà mình ha. Và cái này có giá giao lưu với cả nhà mình là một cặp như thế này là 3 triệu đồng nha, bao gồm hai tượng rất là đẹp. Cả nhà mình có thể sưu tầm tượng lẻ cũng được hoặc là hai tượng cũng được nha, 3 triệu đồng cho hai tượng này, lẻ là 1,5 triệu một tượng. Rồi đây là số 12. Rồi 13 là cá quá lông. Đây là hình ảnh một con cá chép nha, quá thành một con rồng, tiến quá thành một con rồng ha, cá chép quá lông. Tổng trọng lượng là khoảng 3,3 kg. Chiều cao tổng thể của tác phẩm này rơi vào khoảng là 25 ha, chiều ngang tổng thể là có khoảng là 18 cm, chất liệu thì bằng đồng, hình ảnh là dưới này là giống như biển nha, một con cá chép vượt vũ môn quá thành con rồng đây, rất là đẹp nha. Tác phẩm này có giá giao lưu với cả nhà mình là cá chép quá rồng, là có giá giao lưu cả nhà 1.900.000 cho mã số 13 trong video ngày hôm nay ha. Ở đáy này có chuyện luôn nha, chuyện gồm có 4 mặt chữ rất là rõ nét ha, chất liệu bằng đồng, mã số 13. Rồi 14 thì giới thiệu với cả nhà mình một bộ tam đa bao phúc lộc thọ, hai bên có hai đồng tử, chính giữa là có hữu tiền đó ha. Thì tác phẩm này tổng trọng lượng là khoảng 2 kg,
chiều cao tổng thể là có khoảng là 18, rồi bề ngang là tầm có khoảng là 15 nha. Chất liệu đều vân đồng, cả nhà cùng xem ha. Sau đây là khuôn mặt của từng người nha, rất là quan hỷ ha, rất là đẹp. Hai bên là hai đồng tử, một đồng tử là ẩm cá chép, bên đây là gậy như ý, đây chính giữa là hũ tiền đó nha, rất là đáng để sưu tầm ha. Về đánh bóng lại thì mình giữ nguyên này hoặc là đánh bóng lại cũng được nha, để chung với thần tài thổ đĩa ha. Ở đây chuyện ở đáy còn có bốn mặt chữ luôn nha. Tác phẩm này có giá giao lưu với cả nhà mình là 1,5 triệu ha, cho mã số 14. Rồi 15 là một tượng bổn sư Thích Ca ha, chất liệu bằng đồng, tổng trọng lượng là khoảng 4,6 kg, chiều cao tổng thể là 31 cm, gần 32, và bề ngang tổng thể là tầm có khoảng là 19 cm, chất liệu bằng đồng. Đây cả nhà mình cùng xem nha, người đang ngồi trên đài sen rất là đẹp ha, đã được vệ sinh lại rồi cho cả nhà mình ha. Cần đánh bóng thêm thì báo em nha. Rồi ở đáy này cả nhà mình cùng xem ha, đáy gỏng, và có giá giao lưu với cả nhà mình là 2,4 triệu nha, cho tượng như thế này mà số 15. Rồi 16 của ngày hôm nay là một cặp bình hoa mai, chiều cao tổng thể là 30, bề ngang là tổng thể là có khoảng là 15 cm, chất liệu bằng đồng. Để cả nhà mình cùng xem nha, cặp một cặp bình hoa mai rất là đẹp, tổng trọng lượng là 4,2 kg cho tác phẩm như thế này. Đây cả nhà mình cùng xem nha, và có giá giao lưu với cả nhà mình là 1,6 triệu cho một cặp bình như thế này ha, chất liệu bằng đồng, mã số 16 trong video hôm nay nha. Rồi 17 là giới thiệu với cả nhà mình đó, là một bộ tam đa ba ông phúc lộc thọ, chất liệu bằng đồng nha. Đây là một bộ tượng rất là đẹp, tổng trọng lượng là 15 kg, bộ này rất là nét như cả nhà nha, chiều cao tổng thể là tầm có khoảng là 35 cm, rất là dày dặn, liền lạc, lành lặn, mặt rất là nét nha, bề ngang tổng thể là có khoảng là 13 cm. Đây là một bộ tượng rất là đáng để sưu tầm, cả nhà cùng xem nha. Lâu lâu rồi mới về được một tượng mà đẹp như vậy ha, chất liệu bằng đồng cũ nha. Thì cả nhà anh về có thể nhu cầu sưu tầm có thể đánh bóng lại ha, hoặc là mình cứ giữ nguyên cái màu đồng cổ như thế này, rất là hay nha. Khuôn mặt từng người rất là đẹp nha, rất là rõ nét. Đây là một tượng rất là nét, nét từng chi tiết luôn á, từ ông luôn ha. Và có giá giao lưu cả nhà mình một bộ lớn như vậy thì có giá giao lưu cả nhà mình là 6 triệu đồng cho mã số 17 trong video ngày hôm nay ha. Rồi tiếp theo mã số 18 thì Duy Lạc cưỡi Long Quy. Đây là một tượng rất là to, rất là đẹp, tổng trọng lượng khoảng 17,3 kg. Đây là một bộ tượng Duy Lạc cưỡi Long Quy, chất liệu bằng đồng, chiều cao tổng thể là gần 48 cm, bề ngang tổng thể của tượng này là cỡ khoảng là 35, chất liệu bằng đồng nha, đã được vệ sinh chùi sáng bóng lại cho cả nhà mình rồi ha. Và tác phẩm này rất là to, rất là nặng, rất là đẹp. Đây cả nhà mình cùng xem một quay một vòng cho cả nhà mình xem nha. Đây là mặt sau của ông ha, đây rất là đẹp ha, mặt sau là quẩy cái nón đây, còn lồng quỷ dưới rất là to. Đây là một tác phẩm rất là đẹp, rất là đáng để sưu tầm ha. Và tác phẩm này có giá giao lưu cả nhà mình 7,5 triệu cho mã số 18 trong video ngày hôm nay nha. Duy Lạc cưỡi Long Quy, mã số 18. Rồi tiếp theo mã số 19 của ngày hôm nay, một trong những tượng mà rất là nhiều người nha, rất là nhiều người thích sưu tầm ha. Đây là một tượng hình ảnh Quan Công nha, Quan Công thì đại diện cho tính nghĩa ha, thì đa số rất là nhiều người làm ăn hoặc là những người gì là thích thờ những tượng Quan Công nha. Đặc biệt tượng Quan Công này là Quan Công ngũ kỳ, phía sau là có hộ 5 cái lá cờ nữa. Thứ nhất là mặt trước là ông cầm cây thanh long đao nha, dáng người rất là hiên ngang, tổng trọng lượng là 15 kg cho tác phẩm này. Rồi chiều cao tổng thể là có khoảng là 47 cm, chiều cao tới là đo tới cây đao là có khoảng là 54, chất liệu vận động ha. Ông đang mặc áo rồng, đứng trên một con rồng ở dưới rất là to, đặc biệt hộ phía sau là 5 cái lá cờ đây. Quan Công ngũ kỳ, một những tác phẩm rất là lớn trong video ngày hôm nay mà bên em giới thiệu cùng cả nhà mình ha, rất là đẹp nha. Quan Công nha, tính nghĩa ha, đa số rất là nhiều người làm ăn hoặc là những người rất là thích thờ tượng Quan Công này. Và giá của tượng Quan Công này là 4,9 triệu cho cả nhà có nhu cầu sưu tầm thì báo em ha, 4,9 triệu cho mã số 19 trong video ngày hôm nay nha. Và cuối cùng là mã số 20 là một bộ tượng đến từ gốm Biên Hòa xưa ha, Phúc Lộc Thọ. Đây là một bộ tượng đến từ gốm Biên Hòa xưa, ông Phúc, ông Lộc, ông Thọ, chất liệu bằng gốm Biên Hòa, màu gốm rất là đẹp, gốm Biên Hòa đặc biệt là rất là nét, rất là đẹp, màu sắc rất là đáng để sưu tầm nha. Nhất là ông Thọ này cả nhà cùng xem ha, bộ này tổng trọng lượng là 11 kg, và chiều cao của bộ này là rơi vào khoảng là 45 cm nha cả nhà ha. Và một bộ như thế này thì bên em có giá giao lưu với cả nhà mình là 3,9 triệu cho một bộ tam đa ba ông Phúc Lộc Thọ, chất liệu bằng gốm Biên Hòa xưa nha.
đây cũng là mã số cuối cùng trong video hôm nay mà bên em giới thiệu cùng cả nhà mình ha. Rồi xin chào, hẹn gặp lại nhà anh vào lý sau những sản phẩm đẹp độc và lạ hơn nha. Rồi xin chào, hẹn gặp lại.